Anh chị cô chú chúng ta xem mà cảm thấy thích muốn mua những cái con bò này thì có thể liên hệ với em nha anh chị. Nói về ngoại hình thì anh chị có thể thấy đây là những con bò phải gọi là rất là kiểu mẫu, từ rúng yếm, từ chân móng, từ ngoại hình, cấp mình rất là đặc bò ha. Đây ba con bò cái tơ. Thì ở đây có một con này phối rồi anh chị, con này phối được hơn tháng, chân móng rúng yếm nè. Đó, con này thuộc dòng bò bô lai sinh, mà bô đầu trụi nha anh chị. Cái dòng này nuôi sau này bự con. Con này đẻ ra một con sạc bò bự dữ lắm. Cái tơ nè anh chị thấy không, con này khoảng tầm 1m33 có hơn rồi đó, còn giữa lưng khoảng tầm 1m27-28 anh chị. Giò cắn nè, chân móng nè. Con này nãy nói nhiêu anh? 18.500.000. 18.500.000 ha. Nè anh chị coi. Ưng thì liên hệ em, mua về nuôi làm cái nền, chân móng, giò cắn, ngoại hình đầy đạm. Ha, cái này tiền thịt cũng muốn đủ. Cân tiền thịt để bán cho anh chị. Mua về nuôi làm nền ha. Mà con bò này phối rồi hơn tháng rồi. Giờ mà làm thịt nó là tội nó lắm anh chị ha. Cổ bật gù cao, đầu trụi, lông nhuyễn da mỏng, xương sóc cấp mình, 18.500.000 thôi. Giờ anh chị nuôi khoảng 2 tháng nữa anh chị khám được ha anh chị. Đó, còn này bô lai sinh, cái lứa nha anh chị nha, một cái lứa đã không, dậu yếm rúng ú mề luôn anh chị, chân móng, giò cẳng, phổi dê. Như cặp này mỗi con 12.000.000, anh chị lựa con nào cũng được ha, rúng yếm, giò cẳng, cặp mỗi con 12.000.000. Anh chị nào thích ưng thì liên hệ giùm em. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lỗi gì hết. Thấy con bò ủ mề không, chị thấy đã không, 12.000.000 con, con nào cũng được anh chị. Cặp này 24.000.000 nè, giá tại chỗ anh chị nha. Còn con này 18.500.000, bò lớn con. Bò này cỡ thước 30-35 có dư ha. Giò cắn này, tại sao khu này ha anh chị, còn cấp mình nè anh chị coi, nó rất là đặc bò, đầu trụ lũi. Lông nhuyễn, da mỏng, mấy con bò này mát sữa, dễ hiểu à. Bò này mò vú rúng gì, nói chung là ok hết, mò rờ dễ lắm. Mấy bò này về anh chị tiện cái khâu mà anh chị chăm sóc, hỗ trợ sinh sản cho nó ha. 18.500.000. Rồi anh chị nào thích thì liên hệ giùm em nha anh chị nha.